đất xây nhà trọ, đất mặt bằng kinh doanh, xây massage, karaoke, tất cả đều tiện ích nha quý vị nha. Với ngày hôm nay trọng Thơ giới thiệu cho chúng ta một cái sản phẩm cực đẹp mà chắc chắn rằng những anh em nào chúng ta đang tìm mặt bằng kinh doanh, buôn bán, xây trọ, tất cả các tiện ích mà cần diện tích đất lớn trong khu công nghiệp và đô thị BKMX thì không thể bỏ qua vị trí này nha quý vị. Bốn lô liền kề quý vị ơi, tính từ đây tới cái mép nhà này quý vị nha. Đây ạ, à, đây đang xây massage nha, rồi. Anh em nào thích massage Về mua lô đất này kế massage Đi bộ và massage vợ không biết đâu Rồi tiếp theo quý vị ơi Kế bệnh viện luôn quý vị Đấy rất là tiện ích ạ à, Kế bệnh viện kế massage Rồi đằng trước á, là chúng ta buôn bán Tất cả những cơm này Cà phê đầy đủ hết rồi quý vị nha Khu vực này là quá đông dân đông Đấy trước mắt chúng ta là Quán cà phê nhà cổ Rồi à, chuẩn bị mở thêm cái văn phòng công chứng Tại khu vực này và đất của chúng ta tọa lạc tại cổng chính khu nghiệp và đô thị BKM giai đoạn 1 nha. Đây nha quý vị nha. Những căn nhà này. Rồi, cái gốc cái hàng cây cao đó quý vị. Đây là cổng bảo vệ luôn ạ. À. Cổng chính, cổng bảo vệ của khu nghiệp và đô thị BKM. Và ở đây cách quốc lộ 14 chỉ 150 m quý vị nha. Giá của những lô đất này quý vị ơi. Bốn lô liền kề, mỗi lô là ngang năm sâu cho 30, đất ở đô thị phun thổ cư, ưu điểm được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng và kế khu công ty xí nghiệp Chạy thẳng hướng này chúng ta vào cổng công ty CP Food Đó chỉ 300 mét Rồi vào các khu công nghiệp trong này Quá gần Đi bộ, đi chợ, đi bộ, đi massage, đi bộ ra cổng khu nghiệp Đi bộ, đi làm luôn Quý vị nha Quá rẻ, 4 lô liền kề Giá chỉ hơn 800 quý vị Chỉ hơn 800 đất ở đây nha Đất ở đây nha Điện là điện đi sau nhà luôn quý vị Đấy, đằng trước chỉ có cây xanh thôi, không có cột điện Thứ hai nữa ạ Nước hiện tại đang là nước sạch đấm khoan giếng tại khu vực này. Quý hàng quan tâm gọi trọng thơ nha, số điện thoại trọng thơ để trên trang cá nhân.